Mến chào quý vị và các bạn, Đạt rất là vui khi gặp lại các bạn trong kênh YouTube Đạt Bạch Channel. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đi báo giá các bạn. Thì mình cũng không có muốn đi các bạn ạ, nhưng mà khách hàng gọi mình phải lên mình coi như thế nào thôi. Bởi vì khách hàng là thượng đế mà, mình phải lên coi để mình ra một bản báo giá, rồi sau đó mình gửi cho khách hàng. Thì nếu mà đồng ý giá thì mình bắt đầu mình thi công thôi. Thì mình sẽ các bạn đi mình đi coi thử cái nhà như thế nào các bạn nha. Rồi. Cái báo giá ngôi nhà này thì mình đi ở trên đi xuống các bạn. Đây là Đạt đang đứng ở trên gần sân thượng các bạn. Thì cái hệ thống các bạn, hệ thống nước này, thông hơi gì đây nè, mà đi như thế này các bạn nè. Để co ra vậy. Nhà này cũ các bạn nè. Cái hộp gen này quá bự luôn các bạn. Thì mình để coi hộp gen này như thế nào các bạn nha. Xem. Các bạn nếu các bạn nào biết thì góp ý thử ngôi nhà mình nên báo giá bao nhiêu tiền. Thì ngôi nhà này diện tích 5x20 các bạn. Thì mình đây mình không có thước, để tí nữa mình lấy cái thước mình bắn cho các bạn xem. Đây là cái sân thượng đó các bạn nè. Đường nước non mình thấy đây là như là mới là hết các bạn ạ. Đây là người ta công năng sử dụng cái ngôi nhà này là khách sạn các bạn. Đây, trên này. Cho các bạn xem trên này chứ. Cái cầu thang này các bạn nè. Cầu thang đồ sộ các bạn thấy không? Ghê đúng không? Cầu thang này rất là rộng luôn các bạn ạ. Quá rộng luôn. Phòng trước các bạn. Xin cái gì đây? Đây là cái gì cầu thang các bạn. Nhà này sau thiết kế mà diện tích cầu thang chiếm hết luôn các bạn. Đây là tầng 2 đi. Tâm tầng 2. Thì tóm lại nhà này là một trệt, hai lầu và một cái mái trên các bạn. Này có hai phòng các bạn. Hai phòng thôi, mình cho các bạn xem thôi chứ còn hai phòng. Bên này một phòng nữa các bạn, hai cửa đó. Nhà lúc trước nhà này là nhà cho thuê các bạn. Phòng trọ hay sao đó. Bây giờ là chuyển đổi thành khách sạn rồi. Nhà này nát hết rồi các bạn. Tầng này cũng y chang thôi, hai phòng. Hai phòng. Ngồi chỗ này nó có một toilet giữa. Có một cái toilet ở giữa các bạn nha. Ở đây còn một phòng nữa các bạn. Tổng cộng là một tầng. Ở đằng sau hai phòng một toilet. Đằng trước á là một phòng lớn. Còn những cái bậc thang trước các bạn. Bây giờ là mấy em xây dựng đang thi công các bạn. Đang làm tiền. Mùa dịch này sao anh Trường rồi cai khiết thì không nghỉ gì trời. Dịch định tới mà không nghỉ đâu. Nè các bạn nè đó, là ống nước chia xỉa lên trời rồi đó. Thôi, mình cho các bạn xem thì thôi đó. Đi xuống tầng dưới luôn các bạn. Đây là tầng 1. Tầng 2 mình đi rồi tầng 1. Bây giờ mình xuống dưới tầng dưới nữa các bạn. Để ăn đi nè. Dạ. Bạn thấy công viên này. Của cái nhà này nè như thế nào các bạn, mình cho các bạn xem nhà rộng các bạn à. Nhà này để mình coi hình như là nó trên 5 mét chứ không phải 5 mét đâu.
Tí nữa mình sẽ lấy thước mình bắn các bạn nha. Lấy thước mình đo thử bao nhiêu mét nha. Thì rất là tối luôn các bạn ạ. À. Nhà này là một nhà vệ sinh đâu. Nhà làm thiết kế rộng, nhà này rộng lắm mà thiết kế bị hẹp các bạn không? Học ghen này quá to luôn, mình đi không biết cơ gì thì bó to luôn các bạn. Trời tối các bạn không thấy đúng không? Đừng biết rồi, để mình lấy cái thước mình bắn cho các bạn xem nha. Chờ một chút nha, mình lấy thước mình bắn cho các bạn xem. Thử nhà này bao nhiêu mét các bạn. Đây các bạn, là mình sẽ lấy cái thước là mình sẽ đo các bạn nha. Mình đo thử là bao nhiêu các bạn nha. Thì mình sẽ đo từ cái khoảng ở ngoài nè, đây mặt tiền các bạn. Mình sẽ đo qua từ bên này, mình đo qua các bạn nha. Thấy chấm đồ đỏ đỏ các bạn. Ở nhà này đúng 5m các bạn ơi. Bề ngang 5m. Bề dài có bao nhiêu các bạn? Bề dài là mình đo từ đống gạch nè các bạn. Đo một cái các bạn xem nha. Các bạn thấy cái chỗ chấm đỏ các bạn nha. Mình sẽ bắn nè. Các bạn nhìn mình đo từ cái viên gạch này đúng không? Tới cái chấm đỏ nè. Thấy chấm đỏ nè các bạn. Mười sáu mét các bạn, nhà tính đâu có 16m rồi. Nhà này tính ra có 16m thôi các bạn, đúng không trời? Cái diện tích sử dụng là 10, đúng rồi, 16m. Và video đến đây cũng kết thúc. Mình là Đạt Bạch CN, xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn trong video mới tiếp theo.